Ôi gì ấy? Ôi các bạn ơi, bắt đầu yêu gì thành phố đảo ngược, cái gì thế này? Ui các bạn ơi, thành phố đảo ngược, wow, đỉnh cao vậy. Ôi thành phố đảo ngược các bạn ạ. À. Mà how to thắng giờ? Bấm đâu giờ? Ui trời ơi, bấm đâu giờ? Mình đây không biết là bấm chỗ nào các bạn ạ. Ui trời ơi, thành phố đảo ngược hôm nay. Wow các bạn ơi, thành phố đảo ngược, dropper thành phố đảo ngược luôn. Bây giờ phải tìm cái chỗ nào để bám vào bây giờ. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Mèo Pèo. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một siêu phẩm mới các bạn ạ. Siêu phẩm dropper các bạn nhá. Đây là một con map dropper mới nhất của bạn người Thái Lan thì phải. ID map này thì là 21834022 các bạn nhá. Tuy nhiên thì mình có chơi thử một level đầu rồi. Phải nói là map này cực kỳ khó luôn các bạn ạ. Đấy, để mình tắt Cindy cái đã. Đó, mặc dù là map này cấm Cindy, cấm thần thú rồi, nhưng mà tuy nhiên mà khi các bạn dùng Cindy ý, thì các bạn vẫn được lợi hơn trọng lực các bạn ạ. Kiểu như mà khi các bạn dùng Cindy chúng ta vẫn có trọng lực 0.8 hay sao ấy, đại loại như thế. Đó, nhưng mà tuy nhiên là cái map này ý, nó đỉnh cao, nó hay thật, nhưng mà nó khá là khó các bạn ạ. Phải nói là nó cực kỳ khó luôn đấy. Ok, thì map này nó đỉnh cao như nào, nó khó như nào thì các bạn cùng đón chờ video sau đây các bạn nhá. Ok. Okay, trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để một like, đừng quên chia sẻ với chuyện bè và đừng quên đăng ký cho đăng ký ủng hộ Mèo Pèo các bạn nhá. Và nhớ chọn phần thông báo tất cả để không bỏ lỡ video của Mèo Pèo, cũng như bình luận hashtag là thăng Mèo Pèo và thăng Bi Team các bạn nhá. Ủng hộ các thành viên của Bi Team nữa các bạn nhá. Và cũng đừng quên là qua kênh mới của Mèo Pèo là Mèo Pèo TV để theo dõi những cái nội dung mới hơn các bạn nhá. Ok, đầu tiên chúng ta có tổng cộng là 12 cái cửa thì phải. Theo như chủ map hướng dẫn, chúng ta sẽ chọn từng cái cửa một để coi xem. Đây là cửa level 2, đây là cửa level 1. Ok, chúng ta sẽ đến với level 1. Cái gì đấy? Khẩu súng gì đấy? What the hell, không biết súng gì các bạn ạ. Cái này gì đấy? Cái này là để hồi máu. À, cái gì đấy? Cái này là cái gì đấy? Cửa hàng các bạn ạ. Ok luôn, rồi nói chung mà bỏ qua cái đấy đi. Để coi xem, đến với level đầu tiên. Đó, level 1 là hình như cái khối Rubik thì phải. Đỏ, xanh cả là cây, xanh lam cái kiểu này. Đấy nhá, bạn nào muốn bắt đầu ý, nhảy ở đây này. Đó, úi dồi ôi, vừa vào cái chúng ta phải di chuyển ngay các bạn ạ. Căng, úi dồi ôi. Đỉnh cao, né. Mà mắt này rất là khó nha, chúng ta phải nhìn đây này. Phải di chuyển vào cái ông màu xanh này, đó. Úi dồi ôi, lệch 1cm lại cay tên nhở. Đấy, cái level 1 này mình chơi trên livestream một lần rồi. Bạn nào mà hôm qua có coi livestream của Mèo Pèo chắc là đã biết. Mình chơi cái level 1 này mãi mới xong đấy. Mà không biết là mấy cái level sau như nào đây. Ui né. Ok, đây. Cái ô màu xanh bé tí xíu này. Mình phải nói thật là cái map này nó khá là khoai đấy các bạn ạ. Đây, ô này đó. Mà chủ map không có hướng dẫn gì cả các bạn ạ. Người nên phải tự mò đường các bạn ơi. Ok luôn, rồi. Xong level 1 nha. Ôi, đẹp nhờ, trông nhìn hoành tráng phết các bạn ạ. Map này phải gọi là đỉnh cao đấy, đẳng cấp quốc tế đấy. Chắc là sắp tới là map này sẽ được tuyển chọn thôi các bạn ạ. Ồ, đi ở đây đúng không? Đi ở đây gì ấy? Ăn sao này, ok. Và xong level 1 đúng không? Rồi, xong level 1 các bạn ạ. Ok. Sau khi mà hoàn thành level 1 chúng ta sẽ quay trở lại đấy. Cánh cổng sẽ được đóng lại, đó, vậy là xong level 1 nhá. Đến đây level 2. Không biết là level 2 là cái gì các bạn ạ? Ui, gì ấy? Level 2 gì ấy? Ui, level 2 là trên nóc nhà, ôi các bạn, trên nóc nhà các bạn ạ. Căng nhở, không biết điều gì ấy. Ui, cái này kiểu gì ấy? Từ heo từ hơi la cái gì ấy? Từ heo cái gì ấy? Ui nè. Ui khó nha. Level 2 này có vẻ là căng nha. Tôi chưa hiểu đấy. Phải né kiểu như zig zag các bạn ạ. Ok, né này. Ui né này, né tiếp. Ui khó đấy. Ui. Bắt đầu thử thách các bạn ạ. Căng thực sự luôn. Ok, né bên này này. Rồi. Né luôn bên này này, né tiếp này, né nữa này. Ôi dồi ôi tổ lái. Ôi dồi ôi khó đây. Map này còn cay hơn cả cái map parkour siêu cay với cả giải mã siêu cay các bạn ạ. Bây giờ chúng ta có dropper siêu cay nhá. Ui cay thực sự mà hay nhá, chơi cuốn thế. Ui đỉnh cao đấy. Đây là một cái map siêu đỉnh cao. Ui nè. Ui khó. Anh em PM mà chơi map này đúng kiểu khóc ra tiền mán đấy các bạn ạ. Ok này, tổ lái, úi dồi ôi, tổ lái, cái gì đây, ok gì đây, ui, căng nha,
phải xuống dưới cùng các bạn ạ. Ok này, lách qua một bên này, lách qua một bên tiếp, lách qua một bên, ôi dồi ôi, khó thế. Cái level này không biết phải tổ lái như nào các bạn ạ. Ok, mình lách qua này. Ok, lách luôn, lách luôn, ui lách 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 nhanh một tí cũng chạm cái trên các bạn ạ. Ui cái map này đúng kiểu siêu cay khổng lồ rồi các bạn ơi. Lách luôn, lách luôn, lách luôn, lách luôn, ôi tổ lại, ôi rồi, ôi lách không kịp luôn các bạn ạ. Mình lách hết lực rồi đấy các bạn ơi. Mình đè cái rút mũi tên sang bên phải hết lực rồi đấy. Ui nó khó vãi nổi ạ. Ok lách luôn. Ui dồi ôi, lách nó này nó khó nha. Để mà qua được cái level này chắc là nghe chừng hơi bị căng đấy các bạn ạ. Ok lách này. Rồi lách luôn này. Lách luôn này. Lách luôn này. Tiếp bộ. Ok tiếp. Tiếp. Ôi sợi. Ôi gì. Ô tao vẫn chết. Ô vẫn chết các bạn ạ. Ô mình lách hết rồi mà ta. Ôi ôi mình lách hết rồi mà vẫn chết các bạn ạ. Thế thế nào. Ủa tôi lách hết lực rồi đấy mà sao vẫn chết nhở. Ủa như nào ta, hay là phải chơi kiểu ăn gian, hay phải chơi kiểu ăn gian nhở. Từ 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 nữa để coi xem chơi kiểu ăn gian không đây. Hay là phải chơi theo kiểu lầy lội. À quay lại chơi cũ này. Từ từ nữa. Ôi từ từ nữa, hay là phải chơi theo kiểu lầy lội nhở. Lách này. Lách này. Ui khó nha. Mình rõ ràng mình lách hết tất cả mọi thứ rồi các bạn. Mình lách qua tất cả khe cửa rồi mà sao vẫn chết nhở. Hay là có cái chỗ ẩn ẩn ta. Đây mình lách như thế rồi, hay là bên này ta. Hay là phải di chuyển qua bên này. Bên này có đường chéo chéo rồi này. Đây 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 đây. Hay phải lách qua bên này à. Ủa thế là khó đấy. Ủa tù nha. Bên này mắt mắt mày mắt này kiểu như không rõ ràng ấy. Không có chỉ dẫn rõ ràng các bạn ạ. Hoặc là toàn tiếng Thái cũng chả hiểu gì các bạn ơi. Ấy mắt này nó không chỉ dẫn rõ ràng, thế mình cũng không biết là đi đường nào để thắng cơ. Đó. Cái vấn đề ở chỗ đấy các bạn, lách phát nữa nào. Rồi lách phát nữa. Lách phát nữa. Lách phát nữa. Ok, lách cơ nữa. Ui dồi. Khó, khó nam cường các bạn ạ. Đếch biết làm sao để thắng luôn đấy. Bạn nào đã chơi mắt này rồi mà làm sao mà biết thắng chỗ này thì đừng quên để lại bình luận phía dưới nhá. Ôi mình lách đến thế rồi mà. Mình nhớ lúc nãy mình xuống dưới mà ta. Ok lách cái này. Ui dồi ôi khó các bạn ạ. Chả nghe bây giờ phải lấy Cindy ra. Thật ra mắt này cấm Cindy rồi. Cindy chỉ tăng tăng cái trọng lực thôi. Chứ thật ra nó vẫn chết các bạn ạ. Ok lách này. Lách này. Lách này. Lách này. Đấy. Lách như thế rồi. Đó. Ô lách như thế rồi mà vẫn không sống được các bạn ạ. Ôi thế nào nhở. Đấy. Mình đang không hiểu lắm các bạn ạ. Em thử phải bỏ ra một xu thôi nào. Bỏ ra một xu không biết để làm gì ấy. Nhưng mà có số 10 gì không biết các bạn ạ. Cái này làm gì ấy? Cái rubik làm gì ấy? Ui rồi ôi được cho gà. Tôi có cần gà đâu. Khiếp thật. Mình đâu có cần gà. Trời ơi. Mình đâu có cần gà đâu. Ui rồi ôi đâu có cần gà. Quan trọng là này lách này. Đấy lách này. Lách này vẫn chết ạ. À. Đó không hiểu sao là sao phải sống ở chỗ này đây. Mà này căng kèo thực sự luôn này. Hay là phải có cái cách nào chứ đúng không nhở. Mà mắt này không thể có hướng dẫn gì. Các quan trọng nó không hướng dẫn. Thà nó hướng dẫn đi. Mất một xu rồi. Ơ này này. Nhìn mấy nhà này à. Ô hay nhỉ đây ta. Ồ vẫn chết các bạn ạ. Mình lách như thế rồi. Hay là qua bên này à. Hay là phải qua bên này. Qua bên này nghe chừng căng đấy. Ui qua bên này căng nha. Ui. Ô ô không chết này. Ô từ. Ô không chết nữa. Từ nha. Không chết. Thế thì mình sẽ là ảo thuật. Ok. Mẹ mẹ không chết đúng không. Đó. Rồi đây là cơ hội của mèo peo đây rồi các bạn ơi. Cơ hội để mèo peo khám phá coi xem cái level này chơi như nào đây. Cơ hội của mèo peo đến rồi. Đó. Cơ hội của mèo peo đây rồi. Để tôi khám phá cái map này. Không hiểu thật sự các bạn ạ. Đây để mình sẽ chơi theo kiểu này vậy. Chơi theo kiểu lầy lội vậy. May quá được một lần lỗi game. May quá được một lần lỗi game các bạn ạ. Một lần lỗi game. Cơ hội để khám phá xem cái map này chơi như nào đây. Ok. Không sao cả các bạn ạ. Ở chỗ này mình phải nghiên cứu xem như nào chứ. Chứ không nghe chừng nó hơi toang các bạn nhở. Đúng không anh em. Ủa mày hết tí thì chết sợ thế để hồi máu đã. Cho nó hồi máu lại đã các bạn đây. Để bình đã. Ok này. Đó ok máu hồi liên tục rồi. Chết giờ. Chỗ này giờ sao qua giờ đây. Bắc cua kiểu gì giờ. Thôi chết tôi rồi. Giờ sao xuống giờ. Bám tường lên à. Mình biết bám tường các bạn ạ. À. À bám tường được. Từ 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 từ
Má này trọng lực khá thấp cận ạ. Lên. Lên. Ơ trận đầu gì ấy? À trận cái đèn trên này ạ, cay thế nhở. Lên. Ui. Lên. Ui. Lên. Lên. Ok này. Ui ui căng thế. Từ xuống đây trước. Ôi xong tôi rồi. Ui cay thế nhở. Map này không biết bây giờ chơi kiểu gì các bạn ạ. Mà dù mình lách qua tất cả khe cửa rồi mà nó vẫn chết thế mới căng cơ các bạn ơi. Đó bây giờ không biết chơi cái này kiểu gì đây. Căng thực sự các bạn ạ. Lách qua bên này. Ở lách qua bên này. Lách qua tiếp này. Lách qua nữa này. Lách qua nữa. Lách qua tiếp. Ui chạm nhẹ kìa mà mình. Mà kể cả xuống vẫn chết à. Hay là thử qua bên này em nào. Map này đúng kiểu như kiểu nhân phẩm ấy nữa. Mình cũng chả hiểu các bạn ạ. Mà không cho di chuyển này. Chặn tay ngồi đó. Này. Bắt buộc phải đi vào đây các bạn ạ. Ấy mà không hiểu phải nhảy kiểu gì mới căng cơ các bạn ơi. Chỗ này ra lách được. Chỗ này thánh lách cả cũng không qua được các bạn ạ. Căng quá. Map này đang không biết phải chơi kiểu gì đây. Thử qua bên này xem nào. Ui bên này không được. Bên này không thể nào đủ đà được các bạn ạ. Bị vướng cơ cái khe cơ. Cái map này chơi đúng kiểu chơi quá khó luôn đấy các bạn ạ. Đây phải nghiên cứu xem cách nào chứ. Mình thử phát nữa nào. Lách bên này này. Lách qua 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 tiếp. Ui dồi ôi khó. Khó Nam Cường các bạn ạ. Không có cách nào có thể thắng được map này à. Chỉ nghe map này là lỗi. Không. Chắc là có một kiểu ô nào đấy nó khác màu. Nhưng mà vì cái map này quá khó nhìn các bạn. Hoặc là chủ map làm quá khó luôn. Chủ map làm cái map này quá khó. Thành ra là không biết được ô nào là ô đúng các bạn ạ. Đấy cái vấn đề ở chỗ đấy cơ. Nó khó nổ ở chỗ đấy. Nó gọi là căng. Đấy. Bây giờ kể cả mình có đi xuống được ý. Mình cũng đích biết được ô nào ô đúng các bạn ạ. Thế nó mới cay cơ. Đó. Đây chủ map cũng không được hướng dẫn gì các bạn ạ. Chả hiểu map này phải chơi như nào đây. Để thử em nào. Thử phát nữa em nào. Qua. Qua. Đây đúng đường này. Chắc chắn là mình đi đúng đường các bạn ạ. Đấy đúng đường rồi. Đấy đúng đường rồi. Đúng đường rồi. Tại sao vẫn chết nhở. Đó. Vẫn chết các bạn ạ. Cái này không có cái gì để bảo vệ hồi sinh hay cái gì nhở. Cái này thử dùng quá xa cũng không được. Quá xa vẫn chết các bạn ạ. Ta thử xài Cindy em nào. Chắc là thử xài Cindy các bạn. Thần thú không gọi rồi. Cindy thì chúng ta rơi chậm hơn các bạn ạ. Rơi chậm hơn đấy. Mình rơi chậm hơn các bạn. Mình sẽ đi không. Đó mình rơi rất là chậm luôn. Đó. Mình sẽ slow motion các bạn ạ. Mình sẽ thử check cái đường bên này xem như nào nhá. Ui dồi ôi, chạm nhẹ chết luôn này thì cũng slow motion cái gì. Cái thầm rơi rất là chậm luôn. Mình sẽ thử cố gắng check cái đường bên này xem gì đây. Bên này có gì hay không. Qua là không, qua là không, qua là không, qua. Mày qua rồi. Ở đây có cái khe này, đây có khe này, đó, đây có khe này. Mà không biết cái khe này có cái gì đây. Đó, mà chắc thì xuống nó sống được. Vấn đề ở đấy các bạn ạ. Má này kỳ nhờ. Dưới này mình thấy nó chả có gì đánh dấu cả đâu. Nhìn nó như nhau hết luôn. Chả thấy có ô nào khác nhau cả. Đó. Em thấy không? Map bị vô lý không? Ô nào cũng giống ô nào hết. Thì chả biết ô nào đánh dấu cả các bạn ạ. Thế này sao chơi ta? Chủ map làm nó hơi quá đà nữa. Đúng không? Làm kiểu này hơi quá đà. Đây mình đang để Cindy rơi khá là mượt đây. Đó. Cindy thì né này khá là dễ các bạn. Tuy nhiên là đến cuối vẫn chết thôi. Cái cay nó ở chỗ đấy cơ. Để coi xem chắc chắn nó phải có cái gì đấy đúng không? Phải có một cái khe ở đấy chắc là cái có khe đây. À, ui rồi ôi. Giấu cái cầu thang ở đây thì tôi lại vâng em lại anh chủ map ba lạy luôn. Ui rồi ôi. Ôi trời ơi quả map best luôn đấy các bạn. Nó khó nó cay nó kinh vãi nồi luôn. Ok ok em xin phép lạy anh chủ map ba lạy luôn. Ủa ghê đấy. Mình mà không xài Cindy chắc là thánh cũng chả nhảy vào đấy được các bạn ạ. Úi dồi ôi ok ok bây giờ mình sẽ bỏ Cindy này. Mình sẽ nhảy như một người bình thường luôn nhá. Ok đến mình level 3. Map này 12 level mà nãy giờ mình chơi được từng này các bạn ạ căng đấy. Ok gì đây. Level này gì đây nhảy xuống dưới à. Oh nhảy xuống dưới các bạn ạ. Khó nhìn được khó nhìn được. Căng map này hay đấy. Map này hay mà hơi khó nhìn. À ui khó nhìn thế. Ồ, khó nhìn thế. Ui dồi ôi, chả nhìn thấy gì luôn các bạn. Quả map này hay phết nhưng mà nghe chừng hơi lag, hơi khó, rất là lag thế. Ok qua rồi này.
Ok. Ok. Ôi rồi ôi, chỗ này tôi phải làm gì đây? Chỗ này mẹ bé phải làm gì đây? Từ từ, chỗ này chắc chắn chết rồi này. Chỗ này là chết. Chỗ này là chết. Hay là có cái đường nào tắt nhỉ? Hay là nhảy xuống con rồng? Nhảy xuống con rồng chết không? Nhảy xuống con rồng vẫn chết. Ờ, từ từ nha. Có cái đường nào mà nhảy mà không chết nữa? Đường này sẽ chết không ta? Ồ, vẫn chết các bạn ạ. Nhảy xuống con rồng vẫn chết. Thế thì phải nhảy đường nào nhỉ? Căng thực sự các bạn ạ. Đấy, biết phải nhảy cái đường nào cơ. Đây đây đây. Xuống lỗ này này. Ok lỗ này, đúng rồi này. Ok lỗ rồi này. Rồi lỗ tiếp rồi này. Ôi trời, sao xuống được. Ôi cái ô này không thể xuyên qua các bạn ạ. Mình chắc kèo với các bạn luôn là cái ô này không thể nào xuyên qua được. Thánh cũng không thể nào xuyên qua được cái ô đấy đâu các bạn ơi. Ui, thế này bị vô lý rồi. Map này bị vô lý các bạn ạ. Cái ô này không thể nào mà xuyên qua được, mình chắc chắn các bạn luôn. Không thể xuyên qua được cái ô đấy. Thế thì làm sao mà sống được nhờ? Ủa, vô lý thực sự các bạn ạ. Bây giờ chỉ có đợi lỗi game thôi chứ. Chứ làm sao mà sống được cái ông cái ô vuông vuông này. Cái ô vuông vuông này không thể nào mà sống được các bạn ạ. Từ để coi xem, à còn lá cây. Lá cây, lá cây, lá cây, lá cây, lá cây, lá cây chăng, lá cây chăng. Ui, lá cây cũng không được các bạn ạ. Đây phải đi tìm cái book game thôi các bạn ơi. Tìm chỗ hack game thôi, chứ thế này sao sống được. Phải tìm hack game thôi. Chứ không, từ xài xin đi nhá. Không có tài nào mà sống được các bạn ạ. Mình có thể khẳng định với các bạn 100% luôn cái lỗ đấy không xuyên qua được các bạn nhá. Tôi chắc kèo với anh em luôn, không được rồi, xin đi vẫn chết này. Xin đi nhảy lên trên này vẫn chết các bạn ạ. Phải tìm một cái book game nào đấy chứ. May ra mới sống được. Mà lag thế, bác này càng chơi càng lag các bạn ạ. Bây giờ là 200fps này, đi tụt luôn này. Ui, đang đứng bình thường 200fps, quay cái tụt luôn. Map này, cái chỗ này thì không thể đi qua được như nhìn cái lỗ này. Cái lỗ này không thể nào xuyên qua lỗ cái nhìn kia. Đây, cái lỗ này tương tự này. Đó, cái lỗ này tương tự với cả cái lỗ ở dưới cùng các bạn ạ. Thế thì làm sao, câu hỏi bây giờ làm sao để qua được. Ở đây có một cái tàu hỏa. Ủa lạc thế. Ui, không có cách nào có thể qua được các bạn ạ. Từ để mình coi xem là trong kho đồ của mình có cách nào để có thể hack game không ta. Có cách nào có thể hack được game không nhở? Nghe chừng khó đấy các bạn ạ. À, chỉ còn phép màu này thôi các bạn ơi. Chúng ta chỉ còn phép màu này thôi. Đây là phép màu cuối cùng rồi các bạn ạ. Ui không được, bấm hơi sớm rồi. Bấm hơi sớm rồi. Mình bấm hơi sớm các bạn, bấm kiểu gum hơi sớm rồi. Đây là phép màu cuối cùng cho chúng ta rồi các bạn ạ. Không còn một cái phép màu nào khác đâu. Đây 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 đây. Chúng ta chỉ còn cách là dùng cái kẹo gum này thôi các bạn ơi. Mày quá, không chết, không chết, không chết. Vẫn còn cơ hội, vẫn còn cơ hội, không chết các bạn ạ. Ủa mày quá, mày quá. Đây rồi, cơ hội đây rồi. Cơ hội để hack game rồi chứ. Chứ không có tài nào có thể sống sót được các bạn ạ. Mình khẳng định với các bạn luôn đấy. Không có cách nào có thể sống được. Đó là điều vô lý. Các bạn nhìn nè, anh em nhìn kỹ nhá. Đây, mình sẽ đi từ từ xuống các bạn ạ. Mình sẽ tìm cái đường đi. Ủa lag thế, mắt này nhiều. Nhiều cái lốc gỗ này quá lag các bạn ạ. Nhiều cái hàng rào gỗ quá, nó không sao, từ từ nhá. Mình sẽ tìm cái đường nào mà an toàn nhất để xuống. Đây đây đây, đây đường này đây. Tìm cái đường an toàn nhất để xuống các bạn ạ. Đợi hồi máu đã. Anh em tin tôi là không có cách nào có thể thắng được. Sao map này bị quá đà ấy nữa. Map này bắt đầu hơi quá đà đấy. Mặc dù hay thì hay thật, đẹp đẹp thật đấy. Nhưng mà bị vô lý quá. Nó hơi vô lý các bạn ạ. Từ từ nhá, tìm đường an toàn đây, đường an toàn đây. Đó, kia ở dưới kia không. Ở dưới cái đường đấy làm sao có thể sống sót được. Mình đang đi cái đường an gian đấy. Mình phải dùng cái kẹo gum đấy các bạn ạ. Chứ không thể nào mà sống được. Đây, tôi sẽ xuống cho anh em coi. Đây, cái lỗ này, lỗ được cái đường này. Đây, đây có cái lỗ xuyên qua được này. Mày từ từ tìm cái đường an toàn á. Đây, đường an toàn đây. Đấy, cái gì kia này đó. Ở dưới toàn mấy cái lỗ này thì sống bằng niềm tin à. Anh em nhìn này, toàn lỗ một ô ạ. Một ô mà sao xuyên qua được. Đó, anh em nhìn thấy không? Tất cả đều là một ô này. Cái một ô này tôi đố anh em nào xuống không, không thể nào xuyên qua được các bạn ạ. Đó, đều là một ô hết luôn. Em nhìn kỹ không? Đấy, làm sao mà xuyên qua được. Đây gần như là không thể luôn đấy các bạn ạ. Đó, không thể nào mà thắng được luôn đấy. Ồ, vô lý hết sức luôn các bạn ạ. Chủ map xây của này vô lý quá. Đó, bây giờ chỉ có đi xuống đây.
đi xuống đây thì đường làm gì có đường nào đâu, đường này thì quá căng luôn rồi. Nói chung map này nó bị vô lý các bạn ạ. Mà cái cầu thang này chỉ có để đi leo lên từ dưới nước lên thôi, cái lỗ này không trả xuống rồi đó. Đây là điểm vô lý của cái map này các bạn ạ. Trời ơi, chủ map xây quả map này hay thì hay thật, nhưng mà cái lỗ này không xuống được, cái lỗ này sao mà xuống được đó, vô lý quá các bạn ạ. Anh em nào mà đã chơi map này rồi thì có thể để lại bình luận nhá, nêu cảm nghĩ của anh em nhá. Như thế à, đây mình thấy rồi này, đấy có ăn sao này. Ok rồi, tiếp rồi nào. Ờ, bỏ Cindy nhá, bây giờ bỏ Cindy các bạn ơi, bỏ Cindy đi xem nào, xem level tiếp theo như nào. Đây level vô lý quá, đâu nhở, à đây đóng kính này, đến level 4 này, khiếp thật. Nãy giờ mình level 4 mà phải ăn ra phải thắng được các bạn ạ. Level 4 là gì đây? Cái gì đây? Các bạn ơi, what the hell, cái gì, thành phố đảo ngược, cái gì thế này? Ui các bạn ơi, thành phố đảo ngược, wow, đỉnh cao vậy. Ôi, thành phố đảo ngược các bạn ạ. Mà how to thắng giờ? Bám ở đâu giờ? Bám ở đâu giờ? Vấn đề không biết là bám ở chỗ nào các bạn ạ. Úi giời ơi, thành phố đảo ngược hôm nay. Wow các bạn ơi, thành phố đảo ngược, dropper thành phố đảo ngược luôn. Bây giờ phải tìm cái chỗ nào để bám vào bây giờ. Tôi thấy rồi, tôi thấy đường rồi các bạn ơi, tôi thấy cơ hội sống sót rồi các bạn ơi. Mèo béo đã thấy cơ hội sống sót rồi. Thấy rồi các bạn ơi, đây này, đây nè. Úi giời ơi, nó bên này cơ, căng. Cơ hội sống sót chỉ có một thôi. Nó cái này à? Cái hàng rào này đúng không ta? Hình như là cái hàng rào này, tự nhiên có hàng rào này, mình thấy nghi nghi này. Nếu chúng ta phải tìm một cái đường để bay qua đây phải. Ô, còn nước ấy. Ô, thấy rồi, tôi đã thấy cơ hội sống sót rồi. Bảo sao các bạn ạ? Cái map này còn hợp lý này, đây này. Mình thấy ở dưới như có nước thì phải, hay là cửa kính thì mình không rõ các bạn ơi. Không biết là kính hay là nước đây. Mình thấy có gì ở đấy xanh xanh các bạn, mong rằng nó là nước thật. Phải mở ra luôn, nước. Ui dồi ôi, căng các bạn ơi. Thành phố đảo ngược các bạn ơi, nhìn đẹp nhờ. Ui, trông nhìn ngầu thực sự các bạn ạ. Wow, trông như kiểu Dr. Strange ấy. Bác sĩ Trang cái này, ui dồi ôi. Ui dồi ôi, từ là mở cái cửa này khó này. Bây giờ phải mở cái cửa này trước khi rơi xuống. Ui, khó đâu, không phải. Cái này không phải là nước. Ui, lừa rồi. Cái này là khối thép các bạn ạ. Giờ sao giờ? Giờ sao giờ các bạn ơi? Ủa, bây giờ tìm cái gì giờ? Cầu thang à? Lại tìm cầu thang à? Hay tìm cái gì? Tôi chả thấy có cơ hội sống sót nào dưới này các bạn ạ. Ô, lạ nhở. Gần như à, không có cơ hội sống sót nào dưới này cả. Ô, tôi chết rồi, thế này lại phải dùng cái cái gì nhở, cái kẹo gum rồi các bạn ơi. Cái map này quá đà quá, cái map này hơi bị quá đà các bạn ạ. Sợ thực sự chứ. Từ nay mình sẽ dình này, những giây cuối cùng mình sẽ ăn kẹo gum các bạn nhá. Gần chạm đất mình sẽ ăn kẹo gum. Ủa, nhưng mà đẹp nhở, ăn. Ui rồi, ăn không kịp các bạn ạ. Ui rồi ôi, ăn mà không kịp này càng quá. Ủa, nhìn đẹp nhở, thành phố đảo ngược trông nhìn hay không? Ui, VIP thực sự các bạn ạ. Một cái build đẹp, được cái đẹp mà khó quá. Map này mà gọi là quá khó luôn. Ăn. Ok, kịp rồi, may quá, phanh kịp rồi. Ok, sống rồi. Anh em cùng điểm qua xem mà chúng ta phải đi cái đường nào để sống vậy. Lúc này tôi chưa thấy có chỗ nào có thể sống được các bạn ạ. Ôi dồi ôi, chắc là có cái cầu thang nào đúng không? Đó, anh em thử cùng tôi tìm xem cái cầu thang nào ẩn quanh đây nào. Ôi khó vãi nồi ạ. Ôi, hay là cái xe nào nhở, cái xe nào có cái khả năng đặc biệt gì không, có các tinh thể lưu hình dấu chỗ nào không, mình cũng đếch nhìn thấy các bạn ạ. Cái map này nó quá khó, mình nghĩ là chủ map cũng có tính rồi. À, ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, quá ra cái cầu thang này ạ. Ôi dồi ôi, đố ai mà nhìn được. Ôi, cái map này hay thì hay thật, nhưng mà nó quá khó luôn đi các bạn ạ. Ui, nhìn quả thành phố đảo ngược trông đẹp nhờ. Wow, các bạn nhìn này, thành phố đảo ngược trông nhìn gắt đông. Ui, đẹp thực sự luôn các bạn ạ. Wow, trông đẹp nhờ. Ôi, nhìn đẹp nhờ. Ui, nhìn build đẹp nhờ. Xây được cái này là đầu tư phết đấy các bạn ạ. Không có dễ đâu, mình khẳng định các bạn luôn là không dễ đâu. Ui, thành phố đảo ngược các bạn ạ. Ui, trông nhìn gắt nhờ. Anh em đây, anh em có thể dừng lại và chụp màn hình này. Đấy là ảnh bìa này. Ui, cái này là ảnh bìa là quá đẹp luôn đấy các bạn ạ. Đi đâu đây? Giờ làm gì đâu?
À có cầu thang này, à bám vào đây, à ôi khó. Thật sự để mà bám được cầu thang này quá khó luôn. Cái map này chắc là khi nào bảo anh Siro chơi thử, quá khó luôn các bạn ạ. Quá đỉnh cao luôn. Ok, tôi sẽ cố gắng nốt 5 cái level đầu nhá. Đây, mình sẽ cố gắng chơi nốt 5 cái level đầu. Bạn nào mà hóng những cái level còn lại thì đừng quên là để lại bình luận dưới nhá. Khiếp thật, cái map này bây giờ nó quá dài rồi. Ô cái gì đấy? À cái map này dễ thôi, nhảy xuống nước thôi. Đơn giản, chắc là nhảy xuống nước các bạn ạ. Mình đoán thế thôi. Chắc là nhảy xuống nước các bạn ạ. Ôi dồi ôi, tưởng gì chứ. Đoạn này thì khá là dễ rồi, nhảy xuống nước. Ờ, ô ô nhảy xuống nước cũng không được các bạn ạ. Ô từ. À nhảy vào cái thác nước, đúng rồi. Bám vào cái thác nước, hợp lý hợp lý. Bám vào thác nước, đúng rồi. Bám thác nước. Ơ ô chạm vào nước là chết luôn à, ô vãi nồi. Ơ thế thì how to? Hay là nhảy vào lá cây à? Hay là nhảy vào lá cây? Có khi nào nhảy vào lá cây không ta? Lá cây à? Ú lá cây cũng chết mà. Ủa cái map này lại bị vô lý rồi các bạn ơi. Vô lý rồi, vô lý rồi. Lá cây vẫn chết nè. Thế là thế nào? Ui cái map này quá khó luôn các bạn ạ. À. Để mà nhìn được cái gì ở dưới nó rất là khó luôn. Map này hay, công nhận hay, nhưng mà quá khó. Để gọi là cực kỳ khó luôn đấy các bạn ạ. À. Trời ơi, mà tôi không thể nhìn được cái dưới này có cái gì khác biệt nữa. Anh em nhìn hộ tôi cái ở dưới này có cái điểm gì nó khác biệt nào? Nó toàn là nước à? Mà nhảy vào nước cũng chết à? Tôi không hình dung được cái gì nó khác biệt trong cái level này các bạn ạ. Nếu mà cây nào. Ôi chắc là lại chắc lại ấy thôi các bạn ạ, chắc lại phải lấy cái này thôi. Chứ thực sự mình không nhận ra được cái sự khác biệt. Quá là tốn kém luôn các bạn ơi. Ôi chơi cái map này tốn kém quá. Ok luôn, lại phải dùng ảo thuật ra vậy. Chứ biết sao giờ. À có cái cầu này. Ok mình sẽ đi vào cái cầu các bạn ạ. Ơi có cái bãi đất này. Cái map này quá khó luôn, mình không nhận ra cái điểm khác biệt các bạn ạ. Ăn kỳ rồi bay quá. Ôi ăn kỳ vẫn chết ạ. Ôi cay tê lại. Ôi rồi các bạn ơi. Ok các bạn ơi, thôi mình sẽ cố gắng phát nữa nhá. Cố gắng phát nữa vậy. Ok cố gắng phát nữa xem như nào nào. Ôi rồi ôi ăn kịp rồi vẫn chết mới cay chứ lại. Ok mình sẽ ăn nó sớm hơn một chút. Uầy level okay, quá khó luôn các bạn ạ. Ăn. Ok ăn kịp rồi may quá. Mình sẽ đứng vào cái cây ở đây. Đây đứng vào cây ở đây. Ok từ đây đi xuống dưới. Ê có ăn sao đây. Đó. Ủa mà how to mà rơi xuống dưới ta. Mình thắc mắc là không biết là rơi của gì đấy. Chắc chắn là không thể nào rơi một phát xuống cái sao được các bạn ạ. Đó là điều vô lý luôn ấy. Khẳng định là không thể luôn. Bởi vì cái sao bị che rồi này. Nó sao lại che rồi sao mà rơi được. Ủa thế còn cái đường nào ta. Mình đi một vòng thế nào. Đi một vòng xem quanh đây có cái gì đấy. Nó chưa đúng không nhở. Quanh đây là toàn là đất đá này. Mình không thấy có cái điểm nào. Ở tàng hình à. Chạm mất tàng hình luôn này. Đó. Đó sao nhở. Mình không thấy có cái điểm nào. Cái nước này cũng chặn tàng hình rồi này. Đó. Chặn tàng hình hết rồi các bạn ạ. Không thấy cái điểm nào có thể sống sót được các bạn ơi. Ui map này quá khó luôn. Thấy không này. Không biết là cái điểm sống sót là điểm nào vậy. Mình còn chưa nhìn đến đâu các bạn ạ. Mình đứng dưới này mình còn không nhìn thấy. Chứ đừng nói là rơi từ trên kia xuống các bạn ạ. Ôi dồi ôi. À ôi dồi ôi cái cầu thang ở đây á. Không phải, vô lý. Làm sao mà đi vào được cái cầu thang này. Đấy là điều không thể luôn đấy các bạn ạ. Rơi một cái xuống mà bám được vào cái cầu thang này là điều unbelievable luôn đấy các bạn ạ. Sao mà bám được. Ôi vô lý à. Ui, cái cầu thang này bị che như thế này rồi. What the hell đấy. Mà di chuyển kiểu gì mà bay vào con đây. Mình là mình chịu luôn đấy các bạn ạ. Ok. Map này hay thì hay thật nhưng mà nó quá khó. Thực sự nó quá khó luôn các bạn ạ. Đây ID map này thì là 21834022 các bạn nhá. Bạn nào có nhu cầu thì có thể trải nghiệm thử map các bạn nhá. Ok video xin phép được cái tuổi này thôi. Xin chào và hẹn gặp lại.